Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 37. Có những người hỏi những đức con lúc trước thường tụng kinh này kinh kia, nhưng từ khi nghe thầy giảng con muốn áp dụng cái thời khóa tu của thầy, nhưng áp dụng thời khóa xong con muốn tụng thêm hồi kinh có được hay không thầy? Được chứ, tụng kinh niệm Phật mà được. Vì thấy cảm giác làm sao mà quý vị vui, quý vị an lạc tốt. Có những người hỏi những đức con giống như trong 49 ngày gia đình người thân con mắc, con niệm Phật hồi hướng cho họ. Vì qua 49 ngày con chỉ niệm Phật và hồi hướng như 4 câu mà thầy hướng dẫn, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng trở thành Phật đạo, được hay không thầy? Được chứ, sao không được quý vị? Được, điều vô cùng hoan hỷ. Bị nhớ mình là người niệm Phật. Cái nào mà nó mà lỡ mình hại người thì không được. Không ngựa, không được với cái tánh đức của mình. Còn cái người mà người ta thích hại người mà lỡ người ta thì cái đó là phù hợp với người ta. Còn như mình là người học Phật thì đi ngược lại cái tánh đức thì mình thấy nó không phù hợp, cái tâm mình không vừa bụng thì nó không được rồi đó. Tự điều chỉnh lại. Còn những việc mà tụng kinh trì chú niệm Phật thì quý vị cảm thấy thì sao? Vì an lạc, vì vui thì tùy vị thôi. Thấy không? Như bản thân những đức là chuyên niệm Phật thì những đức chuyên niệm Phật. Quý vị niệm Phật mà bị thêm cái gì nữa tùy vị thôi. Miễn làm sao bị gây dựng tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc làm chính. Đó là cái quan trọng nhất. Bây giờ như tôi chia sẻ chỗ này rất quan trọng nè. Mỗi ngày vì niệm Phật, niệm niệm vì người, phát nguyện cầu sanh cực lạc, đó là đại hồi hướng. Nhiêu thôi là đại hồi hướng rồi đó. Quý vị nhớ nè, có những việc bản thân chúng ta khỏi cần nói ra. Quý vị trong lòng quý vị niệm Phật, tụng kinh trì chú làm thiện, quý vị có cái nghĩ gì cho người thân, quý vị khỏi cần nói, Phật Bồ Tát thì biết hết. Nếu như cả Phật Bồ Tát mà cần phải nói nó thì bị nghĩ sao? Có cần nói dòng gió ấy. Vì vì hỏi như đức tại sao mà lễ dí Quan Âm hay là thầy cúng đi thực thầy còn nói nhiều nãy kia hồi hướng đâu. Như đức nói tại trong đó nhiều người. Vì quá nhiều người nói đó, không phải nói cho Phật Bồ Tát nghe mà nói cho con người nghe. Hiểu không? Nói cho phù hợp căn tính con người. Còn nếu như cá nhân mình thì thôi khỏi cần nói gì luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng trở thành Phật đạo, quá đầy đủ viên mãn. Quá viên mãn. Nên học Phật đặc biệt cái chỗ là tốt, tốt, tốt. Học Phật càng học viết rồi tốt. Mọi việc tốt. Thuận nghịch tốt. Tùy vào sự chọn lựa của chúng ta, mình chọn lựa như thế nào thì mình được như vậy. Tướng do tâm sanh, cái tâm mình sao thì sanh ra như vậy.
Thí dụ như quý vị thấy những đức khi cúng đích thực đi, những đức cúng rất là đơn giản, rất là gọn. Còn phóng sanh, quý vị thấy những đức phóng sanh rất là gọn. Phóng sanh là mình dùng cái tâm từ bi mình để giúp cho chúng sanh nó được thoát cái sự chim lòng cá chậu. Đó là cái quan trọng. Mình niệm Phật quy y cho những chúng sanh nó nghe cũng là kết duyên rồi. Quan trọng là mình thả được chúng sanh đó, nó đã cảm ơn gieo cái chủng tử Phật Bồ Tát rồi. Không, cái quan trọng là bị cúng kiến là bằng cả tấm lòng mình, bằng cái tâm chân thật. Như những đức đến với Phật tử, những đức có văn tự gì trao chuốt hay đâu, mà sao nhiều Phật tử cũng thích là vì sao? Vì những đức sống bằng cả tấm lòng, hết lòng hết dạ đến với người ta. Chỉ cần mình sống bằng cả tấm lòng mình, hết lòng hết dạ với người ta, thì người ta sẽ cảm và hiểu được tấm lòng của mình thôi. Mình sống sao mà lương tâm mình đừng có bị hổ thẹn. Sống bằng cả tấm lòng, nhiệt tình hết mình, thì rõ ràng người ta đều hiểu hết thôi quý vị à. Bây giờ người khác có nói mình như thế nào, người ta cũng hiểu mình. Nên mình sống làm sao nhiệt tình hết mình đối với con người, giữa con người với con người hết lòng hết dạ giúp nhau, không có tâm gì hại ai hết, đều là đến với nhau bằng tình thương mến thương giữa con người đến với con người. Những gì mình không muốn thì đừng đem cho người. Trong cái cõi này mình sống đa dạng cái nghiệp trước để mà chiêu cảm con người sanh đến cõi này, nên đủ thứ loại nghiệp trong cõi này. Có khi trong chùa mà có những người gặp những đức mét rằng là sao có cái mắc cái quần, mắc cái áo, có khi lại mắc đồ nhỏ lạ kỳ như vậy. Chỗ đông người quý vị, đa dạng căn tích. Giống như ngoài đời có những cái loại người họ ngộ lắm, họ cũng giàu, cũng có điều kiện, tự nhiên đang chạy xe gì chạy đi đến cái nơi chỗ xào đồ phơi đồ của người ta, chạy vào tự nhiên hung đồ đi, có ghê không? Có những cái căn tính nghiệp trước gì lạ kỳ như vậy. Nếu mình nói người ta khùng ba chợ, ngu si gì, cái khi mình cũng tạo khẩu nghiệp. Do cái nghiệp mà nó chiêu cảm con người ta thành ra vậy. Có những con người, người ta không phải là thiếu đồ mà lạ tay người ta đi lấy đồ người khác. Nên từ nơi đó mà nó mở ra sự chối buộc này là nhờ Phật Pháp khai thị cho mình. Nếu như mình mà nghe mà mình không chịu cỡ mở cái sự chối buộc này ra thì đời đời kiếp kiếp mình cứ làm cả hàng mọn đi lụm đồ lấy đồ của người ta, cái áo cái quần. Ngày xưa có một câu chuyện, có người này thường có đi lấy đồ người khác. Bữa nọ lấy đồ nhầm, con người này họ bị bệnh truyền nhiễm, bận vào cuối cùng họ bị bệnh truyền nhiễm luôn. Sau này cái người bị bệnh truyền nhiễm này giác ngộ thì nói rằng nhân quả do bản thân của tôi, lấy đồ lấy người này, lấy người kia lấy đồ giết, lấy đồ ngay đồ cái người bị bệnh truyền nhiễm, nên tôi bị dính bệnh truyền nhiễm là do tôi gieo nhắc tôi gặt quả. Nên bản thân của mình có bộ đồ mà bị người ta ăn trộm ăn cắp mình cũng đâu có chịu đâu. Vì mình đi ăn trộm ăn cắp đồ đạc của người ta là không đúng. Mình nuôi được con gà, ai lấy con gà mình đâu có chịu đâu, mà mình đi ăn cắp gà người ta, ăn cắp của cải người ta sẽ đau khổ cỡ nào. Nên cái quả báo ăn cắp đồ vật, ăn cắp này cắp kia là nghèo nàn đời đời kiếp kiếp. Cái quả báo ăn cắp là nghèo nàn. Vì mình không làm mà mình đi lấy của người ta thì mình tổn phước báo trong mạng mình, để mình nghèo đời đời kiếp kiếp. Giống như mình phóng sanh, tại sao tăng tuổi thọ? Vì con vật ngày hôm nay đúng là nó bị giết, nhưng mình mua cái chết của nó, mình cho nó sống thêm thời gian. Nên cái nhân cái quả, nên mình tăng tuổi thọ là như vậy. Vì sao mình bố thí cúng dường mình giàu? Vì phước báo người ta có nhưng người ta chưa có của, người ta đang nghèo khổ, đang đói. Mình đem của cải để mình tặng cho người ta dùng, ta đang đói mà, tặng cho người ta dùng. Nên khi người ta hưởng được cái của đó, người ta mừng. Nên phước báo trong mạng mình tăng thêm, nên mình càng giàu.
Cái nguyên lý là nhân quả đó quý vị à. Còn tại sao mình thí pháp mà thông minh trí tuệ? Vì pháp là phương pháp. Thí dụ như bây giờ quý vị biết may đồ là phương pháp may đồ. Vì chỉ người ta may đồ thì quý vị càng chỉ người ta thì quý vị càng khéo. Tại vì chỉ người ta nên quý vị luyện được cái nghệ thì càng giỏi. Vì càng dạy người ta thì quý vị càng thông minh. Còn quý vị có nghệ bị giấu giếm một mình, cái nghề mình thành độc quyền, con người trở thành ích kỷ. Mà đã ích kỷ nhỏ mọn thì không bao giờ giỏi. Nhớ kỹ. Giống như những đức càng chia sẻ Phật pháp thì những đức càng thông, càng có trí tuệ thông minh. Còn nếu như những đức mà hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn thì những đức càng ngu. Đúng không? Cái nhân cái quả nó rất là rõ ràng. Đó, nên bản thân của mình nhiệt tình là người ta đã quý thương mình. Quý vị biết rằng vì nhìn những đức xấu như con mắm. Có nhiều người á, người ta gặp những đức mà nói thầy, thầy cho con chụp môi hình với thầy. Trong lòng mình cảm thấy hãnh diện. Vì sao? Vì mình xấu mà người ta xin chụp hình với mình, mình cảm thấy hãnh diện, cảm thấy mình cũng mừng. Nói thật lòng, nói cái câu nhiệt tình đó quý vị. Nên khi những đức ngồi, người ta lỡ người ta chụp hình, người ta chụp có tiếng mấy đồng hồ, những đức chưa bao giờ phàn nàn. Vì sao? Mình xấu xí mà người ta xin chụp hình với mình, điều đó người ta quý thương mình. Bản thân mình rất nhiệt tình với người ta. Từ khi những đức bận một công việc gì, không có thời gian. Chứ ngoài ra những đức mà có thời gian, đức ngồi hoài luôn. Có nhiều người, người ta gặp những đức, người ta muốn xin chụp hình. Người ta chưa xin là những đức nói, có máy chụp hình không, có điện thoại không, lấy ra chụp bộ hình kết duyên. Mở lời trước luôn quý vị thấy mắc cỡ không? Quá mắc cỡ. Gì đâu mà kỳ cục. Người ta không muốn chụp hình mà cũng đòi chụp hình với người ta. Ý những đức muốn nói với quý vị, chúng ta tu càng lâu càng đơn giản, bình dị, càng hạ mình, chúng ta càng học rộng hiểu nhiều, chúng ta càng đơn giản bình dị, áp dụng đúng nơi đúng chỗ. Chứ không phải là mình ta đây kiêu ngạo rằng mình giỏi, mình hiểu biết nhiều, mình hơn mọi người. Cái tâm mình vậy ta tránh xa mình chứ. Tâm mình vậy ta tránh xa mình. Nên bản thân chúng ta càng tu lâu, càng hiểu nhiều, càng biết nhiều thì lại càng đơn giản. Nơi nào người ta tranh đấu nói hơn thua thì đừng có nói. Thí dụ như những đức giảng pháp thời gian rất là dài, giảng rất là nhiều. Nếu như mà có cái cơ hội nào, có những người người ta cũng giảng pháp mà ngồi chung, mỗi người giảng thì những đức không có giảng bao nhiêu. Tại vì sao? Vì người ta đã giảng rồi thì mình để người ta giảng đi. Mình ngồi mình nghe, quan hỷ ngồi nghe, nói vài câu là được rồi. Chứ giành giảng nhau làm gì quý vị? Đó. Nên á, lúc trước có một cái chương trình, một người này giảng xong tiếp tục tới người kia giảng. Phật tử khổ nhất là họ ngồi chứ, ngồi rất là lâu. Nên từ nơi đó mình là người học đạo, nơi nào tranh đấu chúng ta đừng chen vào. Từ khi người ta mời mình chủ trì đại cuộc sự việc của nó, nếu đủ duyên mình sắp xếp, mình nói vài câu. Còn nếu như không thà mình đừng chen vào. Có nhiều người ta học đạo, mỗi người đều biết văn tự, gặp nhau đấu khẩu, nói qua nói lại đấu khẩu lia lịa đi, hay ho gì đâu quý vị. Quý vị hiểu biết chưa quan trọng, quan trọng quý vị làm. Quý vị mà làm nhiệt tình hết mình đi rồi quý vị, người ta sẽ tiếp nhận tôn trọng quý vị liền. Còn mình hiểu biết nhiều nhưng mà mình lại không làm thì cũng vô dụng. Mình hiểu biết mà mình làm đi thì mới là hữu dụng. Còn mình như là không hiểu biết nhiều mà mình làm thì người ta càng kính trọng mình. Như nhiều người ta quý trọng thích những đức là do những đức nói, những đức làm. Nói là chân thật làm. Còn cái gì mà đã nói ra mà không phù hợp, làm không có lợi ích gì thì những đức điều chỉnh lại. Điều chỉnh lại. Như cái lo mà lễ Quý Quan Âm, những đức suy nghĩ. Bây giờ cái người mà chuyên niệm Phật ở nhà dụng công tu là cái người phải nghe những đức giảng thâm niên.
Còn cái người mà mới đi đến chùa chưa biết gì trơn, dễ gì cầm cái lo này về mà công phu quý vị, dễ gì uổng cái lo. Cái lo rất hay, nên nhà Đức làm cái lo đó để phổ biến cho những người người ta ở nhà, người ta công phu được hộ niệm rồi nghe đoạn khai thị luôn. Thời khóa 4 chữ 6 chữ điều hộ niệm rồi đoạn khai thị trong cái lo đó. Lo rất hay đó. Còn lễ Vía Quan Âm 19 tháng 6 thì có một cái máy niệm Phật tròn do rất là đẹp, tôi sẽ làm tặng cho quý vị. Tính làm sao mà nó phù hợp nhất, lợi ích cho người ta, cái đó là cái quan trọng. Tính làm sao mà nó được lợi ích, cái đó mới là quan trọng. Còn mình làm ra, mình tặng cho người ta mà nó không có kết quả là không đặc biệt. Như cái máy niệm Phật, như Đức tặng của quý Phật tử, nó rất là ý nghĩa. Như cái đèn bông sen tặng cực kỳ ý nghĩa luôn, nó quá lợi ích. Đó. Những cái lợi ích tặng cho người ta rất là quý. Như chiếc khăn nhà Đức tặng cho vị rất là quý. Khăn tròn cổ, món quà thầy tặng cho mình, cảm thấy nó ấm áp cõi lòng gì đâu. Tình thương mến thương giữa con người đến với con người với nhau, cái điều này rất là quý quý vị à. Nó thiệt. Nên bản thân mỗi người chúng ta đến với nhau, giữa con người đến với con người, sự hơn thua đấu đá là sự đau khổ, sự tranh giành là sự dạy khờ. Nhà Đức nói có phước thì có phần, không cần nó cũng có. Còn mình đã không có phước phần, mình tranh giành có chừng không được, mình còn chết bỏ mạng. Nên nhà Đức tu học viết, nhà Đức tin nhân quả lắm, mới bị hiểu à. Nên học Phật bị nhắm ngay tin sâu nhân quả, bị an lạc tự tại dữ lắm. Nên Ấn Tổ ngày nói học nhân quả còn quan trọng hơn lương lý đạo đức. Hoàn toàn ai học Phật phải tin sâu nhân quả. Tất cả những gì cái quả đến với mình đều do chính nhân mình gieo. Tất cả những cái gì mình gieo nhân hôm nay là cái quả sẽ sanh ra như vậy, chắc chắn vậy luôn. Nên mọi người phải nhận thức sâu sắc, đừng nên hơn thua đấu đá nhau làm gì. Hãy tin sâu nhân quả đi. Cái nhân cái quả rõ ràng 100% thì phải tin. Nên Phật dạy muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Mình trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà, quý vị trồng gì ăn nấy à. Vì hôm nay mình gặp cái quả gì là do gieo, mình gieo cái nhân đó. Mình trách hờn ai, mình đổ tội cho ai, mình đổ thừa ai, mình cái quả này nó đã đến thì không đổ thừa ai đi. Tại mình đã gieo nhân mà đổ thừa ai làm gì. Hiểu được nguyên lý này mình không có buồn trách ai chứ quý vị ơi. Không buồn trách ai chứ. Sống trong cuộc đời này quý vị cứ yên tâm đi, không có ai mà thiệt thòi đâu quý vị à. Không có thiệt thòi đâu. Nếu như quý vị cho đó là thiệt thòi là quý vị thất bại quá. Không có thiệt thòi. Nhớ kỹ, không có thiệt thòi. Chúng ta sống trong cuộc đời này không có ai chiếm đoạt của ai, không ai thiệt thòi với ai. Phải tin sâu nhân quả. Nên câu Phật hiệu quý vị niệm đi, đứng nằm ngồi niệm, đó là tin sâu nhân quả. Đi đâu cũng đem máy niệm Phật, nghe điều niệm Phật là tin sâu nhân quả. Tin sâu nhân quả lục đạo luân hồi, từ lục đạo cho đến siêu dược thập pháp giới cũng phải tin sâu nhân quả. Và tin niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, phải tin. Nên quý vị chỉ cần chân thật niệm một câu Phật hiệu này, nghe ai giảng cái gì hay thì mình làm, cái gì không lợi ích thì thôi. Còn hay mà không làm được thì thôi cho qua. Đi chỉ trích đi tức làm gì. Thí dụ như có những người gì, các bậc giảng sư nổi tiếng vô cùng, bao nhiêu người nghe, nhưng khi mà cái chuyện gì cái bao nhiêu người chửi người ta. Mình thấy cái gì hay thì mình học, không hay thì thôi. Ví dụ người ta nói cái đó tội, cái đó tội, cái đó tội, cái đó tội, ta nói không phù hợp thì tùy người ta. Mình chen vào chửi người ta là mình tạo ra khổ nghiệp. Có những người giảng nó nằm giọng cũng có tội. Nhà chung cư cao tầng thì chỉ có lầu cao nhất mới được thờ Phật, mấy cái tầng kia không được thờ. Nếu như những cái người mà nghe họ mà họ làm, đó là phù hợp với nhân quả. Còn những người mà nghe mà người ta có chánh chi chánh kiến, người ta không làm, người ta biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Mình học Phật bây giờ mình nghe cái gì cũng tội, mình cũng biết cái đó tội hay không tội, mình không biết sao. Tuy nói là Phật pháp,
nhưng do con người nói vậy à. Nói người hoàng đạo chứ đạo nào hoàng người. Con người nói thì con người này họ mở rộng tâm lượng ra họ nói thì cái gì cũng tốt. Còn họ chưa mở tâm lượng ra họ nói thì cái gì cũng có trở ngại. Tùy vào nhân quả vị gặp người mà vị nghe. Tùy vậy thôi. Còn nếu quý vị đủ duyên vị gặp người vị tu rất an lạc, rất là thoải mái. Có những việc hại người, tổn thương người, chửi mắng người, công kích người, giật giành của cải với người thì Phật dạy mình đoạn ác tu thiện. Còn những việc quý vị, quý vị có nằm cái giọng tội gì, người ta đâu có tâm đó đâu. Thí dụ như bây giờ người ta, người lớn đang ngồi vậy đó, mình lại trước mặt ta mình nằm giọng đi, nó không đúng quy tắc rồi. Ông thầy ông đang giảng gì mình nằm trước mặt ông mình nghiêu ngao thì không đúng rồi, hiểu không? Những điều đó quý vị tự nhận thức thôi, tự nhận thức về nhân cách đạo đức làm người. Còn nếu mà nói cái gì cũng nói là tội 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 tội, không lẽ quý vị dọa người ta, làm cho người ta nghĩ học Phật, người ta sợ. Mình tự có chánh chi chánh kiến mình áp dụng. Còn nơi nào nhà nhỏ thì thờ Phật cũng được, nhà lớn thờ Phật cũng được. Tùy vị phải sắp xếp một cái chỗ mình thờ Phật, hiểu không? Giống như có cái cô này, nhà có pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm màu trắng. Thấy bộ tượng chùa mình tặng đẹp, có nguyên bộ tượng màu vàng. Cô nói thầy ơi, cho con thỉnh một bộ tượng Di Đà với Thế Chí mà con thờ chung với pho tượng Quan Âm con màu trắng với màu vàng được không thầy? Như Đức nói, những đức tính cho cô dễ lắm. Cô đem cái tượng Quan Âm màu trắng đem đến đây, hoặc là gia đình cô có con cháu cô đưa cho con cháu cô thỉnh để thờ đi. Còn cô thỉnh nguyên bộ tam thánh thì cô đem gì cô tôn tượng lên điều rang bộ tượng rất đẹp. Cô thấy sao? Ủa sao thầy tính dễ dữ vậy ta? Sao con không nghĩ cái vụ này? Thấy không? Nó rất là đơn giản. Còn có những người hỏi như Đức, bây giờ con thỉnh tượng Phật về ngày nào giờ nào là tốt để con tôn tượng? Như Đức nói thờ Phật là tốt. Quý vị đi hại người thì giờ ngày nào cũng xấu. Còn bị tôn tượng Phật thì là tốt, bị hiếu với cha mẹ là tốt, bị làm mẫu phần chống bà cha mẹ là tốt. Những điều đó là tốt gì quý vị? Tâm tốt làm thì nó là tốt, còn tâm xấu làm thì nó là xấu. Nhớ nghe, này phải nhớ đó. Nên nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị: tín nguyện niệm Phật kiên cố, nắm chắc câu Phật hiệu chân thật mà niệm, vui vẻ niệm Phật đó là đại hồi hướng, nghe không? Tất cả chúng sanh đều được nhờ thăng bằng quý thuộc mà được nhờ hết. Tín nguyện niệm Phật kiên cố, cả đời niệm Phật không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.